Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một nguyên liệu rất là phổ biến trong ngành nước hoa, đó là vani. Mình nghĩ là phải có đến hàng nghìn chai nước hoa sử dụng nốt nguyên liệu này, và mỗi người có một cái quan điểm, có người thích chai nước hoa này và có người thích chai nước hoa kia. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến anh em top 9 chai nước hoa mà mình nó có sử dụng nốt nguyên liệu này và mình cảm thấy rất là thích. Ok, let's go. Ở vị trí thứ 9 mình muốn giới thiệu cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Victor & Robert, nó có tên là Spice Balm Extreme. Vani thuốc lá, mà nếu mà mình nhớ không nhầm nữa là cả gia thuộc, tạo nên một cái mùi hương ngọt ngào, trầm ấm. Chai nước hoa này đặc biệt hợp sử dụng trong những ngày buổi tối, ngày mùa đông. Nếu như anh em nào có ví dụ như một cái buổi gặp gỡ hoặc là buổi hẹn hò với bạn nữ, và cái buổi tối hôm đó là ở trong một không gian rộng và trong cái không khí lạnh lẽo của ngày đông, các anh em đang tìm kiếm một cái mùi hương nó trầm ấm, nó vừa ngọt vừa đủ và nó có sự ấm áp, thì Spice Balm Extreme này là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các anh em. Do đó ở vị trí 9 mình muốn giới thiệu cho anh em chai hoa mình cảm thấy rất là thích của cái nốt vanilla Spice Balm Extreme. Ở vị trí 8 đó là một sản phẩm khá là xa lạ đối với đa số các anh em, đó là Halloween Man One Shot. Chai hoa thì mình đang cho bạn mình mượn, cho nên mình lấy hộp ra để giới thiệu đến các anh em. Mình đã từng đọc một cái câu nói, đó là đừng bao giờ kết luận một cuốn sách chỉ bởi vì trang bìa của nó. Và câu nói rất chính xác cho chai nước hoa này. Một cái thương hiệu nước hoa gần như là no name, vô danh, giá rất là rẻ, chỉ khoảng hơn 20 đô. Và đa phần mọi người sẽ nghĩ nó sẽ tạo ra được những cái mùi hương rẻ tiền. Thế nhưng cái mùi hương của chai nước hoa này, theo quan điểm cá nhân của mình, nó đáng giá hơn rất rất nhiều nhà nước hoa niche hiện tại đó. Bên cạnh những nhà nước hoa niche vẫn giữ cái phong cách, cái chất lượng mùi hương, thì phải nói thẳng là đến bây giờ hiện tại có rất rất nhiều nhà nước hoa niche đang hút tiền của khách hàng bằng cái nghệ danh niche, trong khi mùi hương thì không xứng đáng với cái mức giá mà họ phải bỏ ra để trả tiền. Thì cái chai nước hoa này là cái sự tương phản đối với những cái nhà nước hoa niche fake đó. Một sự kết hợp giữa rượu cognac, vanilla và hoa diên vĩ tạo nên cái mùi hương hơi ngọt, có một chút phấn và cực kỳ thu hút và quyến rũ. Do đó ở vị trí số 8 mình muốn giới thiệu cho các em đó là Halloween Man One Shot. Ở vị trí số 7 nó là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali, nó có tên là Pegasus. Vanilla và hạnh nhân tạo nên cái mùi hương hơi hăng một chút, và ở cái dưới cái nền hăng đó là cái vị ngọt của vanilla. Có thể một số các anh em không biết, thế nhưng hạnh nhân là một cái nốt nguyên liệu rất là khó khi mà chế tạo mùi hương, và thực tế là cũng không nhiều chai nước hoa sử dụng nốt hạnh nhân này một cách xuất sắc. Do đó Pegasus là một trong những số ít chai nước hoa mà mình đánh giá khá là cao, bởi vì cái cách họ đã mix cùng với vanilla và hạnh nhân nó vừa đủ, và hạnh nhân nó không cảm giác gây khó chịu khi mà ngửi. Do đó ở vị số 7 muốn giới thiệu cho các anh em Pegasus của nhà Parfum de Mali. Ở vị số 6 đó là sản phẩm của nhà Sécluton Boss Vanille. Cái chai nước hoa này thì mình đã nói rất là rất nhiều trong một số các video trước. Cái vị vani của nó ngửi nó ngọt nhưng nó không ngấy, ngửi nó giống như một chiếc bánh mì cộng với bơ vừa mới nướng ở trong lò ra, rất là cuốn hút, rất là thu hút và quyến rũ. Do đó cá nhân mình thì mình đặc biệt thích chai nước hoa này, bởi vì thực tế chai nước hoa này nó khá là 50-50, có những người thích và có những người không thích, có những người không thích ra mặt luôn ấy, bởi vì cái mùi hương của chai nước hoa này nó khá, đôi khi nó mình cảm giác là đối với một số người ngửi cảm giác nó hơi gọi là hơi buồn tẻ, nhưng cá nhân mình thì mình rất là thích cái chai nước hoa này. Do đó mình vẫn xếp của nó vào trong cái list những cái chai nước hoa có cái nốt vanilla mà mình yêu thích, Sécluton Boss Vanille. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, ông hoàng của bar club Ultramar. Lê và vanille tạo nên cái mùi hương nồng nàn, ngọt ngào và cực kỳ quyến rũ. Mấy hôm trước mình đã cho một người bạn của mình ngửi xịt thử chai nước hoa này, và cuối cùng là đã quyết định hạ tiền để mua chai nước hoa này. Đặc biệt phù hợp trong những cái buổi party hạng nặng, và bạn cần một cái mùi hương để thể hiện những cái phẩm chất của mình, thì Jean Paul Gaultier Ultramar này là một trong những sự lựa chọn rất là chính xác của bạn. Ở vị trí số 5, một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Ở vị trí số 4, đó là một chai nước hoa có cái nốt thuốc lá mà mọi người đánh giá nó có nét tương đồng với Tom Ford Tobacco Vanille.
nhưng nó nhẹ hơn và nó mềm mại hơn. Đó là Stiremuckler Pour Havan. Thuốc lá, mật ong và vani tạo nên một cái mùi hương thuốc lá. Nó không quá là khô cằn, nó không quá là rắn giỏi, còn rất là mềm mại, ngọt ngào. Đây là một chai nước hoa luôn luôn là đánh giá là xuất sắc của nhà Stiremuckler, và cũng là một trong những chai nước hoa có cái nốt thuốc lá xuất sắc. Do đó, rất là nếu như không giới thiệu đến cho anh em Stiremuckler Pour Havan này thì khá là đáng tiếc. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Parfums de Mali Layton. Đây không phải là một mùi hương mới mẻ, đây không phải là một mùi hương cực kỳ xuất sắc, nó chỉ dạng tốt. Nhưng cái điểm mình ghi nhận ở chai nước hoa này đó là khả năng thu hút của nó khi mà xịt, đặc biệt là các chị em khi mà các chị em ngửi mùi hương này sẽ cảm thấy cực kỳ là cuốn hút, bởi vì táo và vani tạo nên cái mùi hương nồng nàn, ngọt ngào và rất rất nịnh mũi đối với các chị em khi ngửi mùi hương này, đặc biệt trong những ngày trời lạnh. Do đó, ở vị trí số 3 mình muốn giới thiệu cho anh em Parfums de Mali Layton. Ok, ở vị trí số 2 và số 1, thực tế hai chai nước hoa này mình đều rất là yêu quý, mình đều rất là ngưỡng mộ và mình đánh giá nó ngang bằng với nhau. Và rất rất khó đối với mình khi mà mình phải xếp chai nước hoa nào hơn chai nước hoa nào. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn có một cái quyết định. Ở vị trí số 2 đó là Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Chai nước hoa này hiện nay đã bị diss và rất rất khó để mua, và nếu có mua thì đó một cái giá khá là chát. Mùi hương của chai nước hoa này có được đánh giá có những cái nét, một số nét tương đồng với siêu phẩm Guerlain Double Vanille. Và thực tế mà nói thì mình chưa thấy ai chê mùi hương này cả. Trong tất cả những lần mình đi ở, mình mang theo chai nước hoa này thì tất cả mọi người đều chụp ảnh và check giá. Thế nhưng thực sự chai nước hoa này bây giờ rất là khó mua. Và cuối cùng ở vị trí số 1 đó là một sản phẩm của một nhà nước hoa niche đến từ Tây Ban Nha, nó có tên là Canner Barcelona Airborne. Mật ong và vani rất ngọt ngào và rất là thu hút. Khi mà xịt xong chúng ta sẽ có một cái cảm giác đó là một cái lớp kem ngọt vừa đủ, không quá ngậy, và nó giống như kiểu nó phết lên da ấy. Nó rất rất là thu hút khi mà ngửi, rất là dễ chịu. Chai nước hoa này nếu như các anh em nào mà biết cách sử dụng đó, đi hẹn hò và biết cách sử dụng thì thực sự nó sẽ giúp cho các anh em rất là nhiều trong những cái buổi mình đi gặp gỡ đó. Đó ở vị trí số 1 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em Candor Barcelona Airborne. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top 9 chai nước hoa có sử dụng nguyên nguyên liệu vanilla mình cảm thấy rất là thích. Hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu anh em cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.